Bạn đang đắn đo lựa chọn giữa hưởng lương hưu và nhận bảo hiểm xã hội một lần. Hình thức nào mang lại lợi ích lớn hơn? Hãy cùng tôi tìm hiểu. Giả sử một người lao động đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, thời gian tham gia từ năm 2003 đến năm 2022, trong đó có 11 năm tham gia trước 2014 và 9 năm tham gia từ 2014 trở đi. Mức bình quân tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội là 6 triệu đồng trên tháng. Giả định trong năm 2024, người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì số tiền nhận được như sau: 207 triệu đồng khi nhận bảo hiểm xã hội một lần, hơn 367 triệu đồng khi hưởng lương hưu với lao động nam, hơn 862 triệu đồng khi hưởng lương hưu với lao động nữ. Có thể thấy, số tiền khi hưởng lương hưu lớn hơn rất nhiều so với nhận bảo hiểm xã hội một lần. Cụ thể cách tính như sau. Trường hợp rút bảo hiểm xã hội một lần, với mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động được nhận 1,5 tháng lương cho thời gian tham gia trước năm 2014 và 2 tháng lương cho mỗi năm tham gia từ năm 2014 trở đi. Với thông tin giả định, cách tính là 6 triệu đồng nhân 1,5 nhân 11 năm cộng 2 nhân 9 năm bằng 207 triệu đồng. Trường hợp hưởng lương hưu với lao động nam, độ tuổi nghỉ hưu năm 2024 là 61 tuổi. Tuổi thọ trung bình nam giới hiện nay là 71,1 tuổi. Theo đó, số năm hưởng lương hưu tạm tính là 10,1 năm, tương đương 121 tháng. Với tỷ lệ hưởng 45%, từ thông tin giả định, cách tính tổng số tiền lương hưu nhận được là 121 tháng nhân 6 triệu đồng nhân 45% bằng 326 triệu 700 nghìn đồng. Bên cạnh đó, ngoài hưởng lương hưu, lao động nam còn nhận được các chế độ khác gồm mua thẻ bảo hiểm y tế trong 10,1 năm với số tiền 14 triệu 701 nghìn 500 đồng, trợ cấp mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở với số tiền 18 triệu đồng, trợ cấp tuất một lần bằng 3 tháng lương hưu trước khi mất với số tiền 8 triệu 100 nghìn đồng. Vì thế, tổng số tiền lao động nam nhận được từ quỹ bảo hiểm xã hội là 367 triệu 501 nghìn 500 đồng. Trường hợp hưởng lương hưu với lao động nữ, độ tuổi nghỉ hưu năm 2024 là 56,4 tuổi. Tuổi thọ trung bình nữ giới hiện nay là 76,5 tuổi. Theo đó, số năm hưởng lương hưu tạm tính là 20,2 năm, tương đương 242 tháng. Với tỷ lệ hưởng 55%, từ thông tin giả định, cách tính tổng số tiền lương hưu nhận được là 242 tháng nhân 6 triệu đồng nhân 55% bằng 798 triệu 600 nghìn đồng. Bên cạnh đó, ngoài hưởng lương hưu, lao động nữ còn nhận được các chế độ khác gồm mua thẻ bảo hiểm y tế trong 20,2 năm với số tiền 35 triệu 937 nghìn đồng, trợ cấp mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở với số tiền 18 triệu đồng, trợ cấp tuất một lần bằng 3 tháng lương hưu trước khi mất với số tiền 9 triệu 900 nghìn đồng. Vì thế, tổng số tiền lao động nữ nhận được từ quỹ bảo hiểm xã hội là 862 triệu 437 nghìn đồng. Có thể thấy, với chế độ hưu trí, người lao động được nhận rất nhiều chế độ gồm lương hưu hàng tháng, thẻ bảo hiểm y tế trọn đời, trợ cấp mai táng, trợ cấp tử tuất. Còn người nhận bảo hiểm xã hội một lần chỉ được hưởng một số tiền cố định ít hơn rất nhiều so với số tiền từ hưởng lương hưu. Đồng thời, toàn bộ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội không còn được tính hưởng các chế độ sau này. Vì vậy, trong tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động cần ưu tiên lựa chọn hưởng chế độ hưu trí, hạn chế tối đa việc nhận bảo hiểm xã hội một lần.